Giới thiệu với mọi người, căn nhà ở phố Lê Lợi, Hà Đông, ngay sát với chợ Hà Đông. Từ căn nhà này ra tới đường chính Lê Lợi, ra tới phố Lê Lợi là khoảng 10m, 10-15m. Đây là phòng khách này. Căn nhà mới xây đã được hoàn thiện đầy đủ nhé. Đây cửa chính này, cửa chính là cửa gỗ 4 cánh. Và bên nách, bên cánh gà cũng sẽ có một cái cửa nhôm kính để lấy sáng và lấy thoáng. Đây dưới tầng 1 sẽ có phòng khách và phòng bếp. Phòng bếp cũng đã được hoàn thiện đầy đủ, tủ, tủ trên, tủ dưới. Nhà vệ sinh đây, nhà vệ sinh thì dưới gầm cầu thang nhé. Đây cầu thang này, căn nhà này rất là đẹp. Trên trần này, hoàn thiện đầy đủ các đèn LED, đèn trang trí. Nhà này với thiết kế là 5 tầng. Đây giờ Tuyển sẽ đưa mọi người đi xem. Tầng 1 là phòng khách và phòng bếp và có một nhà vệ sinh. Đây ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang thì cũng sẽ có một cái cửa lấy thoáng này. Ngoài này thì liền với tường nhà bên thì cách khoảng 20 phân. Đấy, lấy gió rất là tốt. Đây trên tầng 2 thì cũng đã được hoàn thiện đầy đủ. Tầng 2 sẽ có một phòng khách và phòng vệ sinh khép kín. Đây mọi người nhìn thấy này. Thiết kế rất là đẹp. Hiện đại. Hoàn thiện đầy đủ nhé. Giường, tủ, bàn trang điểm, điều hòa. Đấy. Nhà vệ sinh khép kín này. Nhà vệ sinh thì thiết bị rất là đẹp, rất là hiện đại. Đầy đủ bồn bệ, chậu rửa, vòi hoa sen. Chậu rất là đẹp. Chủ nhà rất là tinh tế. Nhôm thì dùng bằng nhôm Sinh Pha nhé. Nhôm Sinh Pha nhập khẩu này. Kính hai lớp. Cửa thông phòng thì bằng cửa gỗ nhé. Ok, giờ chúng ta sẽ lên tầng 3. Ở trên tầng 3 thì cũng sẽ giống như tầng 2 thôi. Điện ở cầu thang đây thì dùng bằng cảm biến. Nó sẽ tự tắt, tự sáng, tự tắt. Đây, mỗi một chiều nghỉ sẽ có một cái cửa. Cửa để hút gió. Đây, tầng 3 thì cũng giống như dưới tầng 2. Cũng sẽ có một phòng ngủ. Và một phòng vệ sinh khép kín. Đây, rất là đẹp. Nền thì được làm bằng nền gỗ nhé. Lát bằng gỗ. Tầng 4 của chúng ta thì sẽ có là thiết kế là hai phòng nhỏ và một phòng vệ sinh để dành cho hai bạn nhỏ. Nhà chúng ta mà có hai con thì mỗi bạn một phòng hoặc là chúng ta chỉ có con nhỏ thì chỉ sử dụng tầng 2 và tầng 3 thôi. Hai tầng dưới đấy thì rất là rộng. Đây, trên này chúng ta có thể là để làm phòng học cho các con, hoặc là chưa dùng đến thì chúng ta có thể là để đồ. Đây, tầng nào cũng sẽ có vách kính này. Rất là thoáng. Ok, giờ chúng ta sẽ lên tầng 4. À quên, chúng ta sẽ lên tầng 5. Ở trên tầng 5 thì sẽ có một phòng thờ và một sân chơi rất là lớn. Đây, phòng này là phòng thờ nhé. Phòng thờ này thì rộng khoảng 5m2, 5-6m2. Đây, ngoài này có cái sân chơi này rất là rộng. Đây, ở trên mái thì được lợp bằng kính nha mọi người nhé. Đây là chúng ta, cái sân này chúng ta hoàn toàn là để dùng bằng sân chơi. Rất là mát, chỉ có bị ánh nắng một lúc, tức là ánh nắng trực diện một lúc buổi trưa thôi. Còn thì buổi sáng thì có nhà bên kia người ta cũng che rất là nhiều rồi. Nhà bên kia cao hơn nhà mình một chút, cao hơn một tầng. Đấy. Còn bên hông này thì cũng sẽ có một cái khu là chúng ta để máy giặt và làm cái dàn phơi ở trên này nhá mọi người nhá. Dàn phơi trên này, còn máy giặt chúng ta để đây. Đã có cái đầu chờ cấp nước, van nước, ổ điện kìa, và có một cái vòi rửa. Đấy, thì máy giặt chúng ta để khu này và phơi phóng thì chúng ta để tất cả ở trong này hết nhé mọi người nhé. Còn ngoài này thì mọi người để làm sân chơi thôi. Hoặc là ai thích trồng cây cảnh hay cây rau thơm hay gì thì chúng ta sử dụng ngoài này. Sân ngoài này thì rất là thoáng.
Đấy, căn nhà này ở ngay đầu phố Lê Lợi nhá, từ đây ra tới đường Quang Trung chỉ khoảng 100m thôi mọi người nhá. Và ngay gần với cả chợ Hà Đông. Đấy. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với Tuyển theo số điện thoại 0986 364 044 nhé. Cảm ơn mọi người, nhớ theo dõi kênh của mình, bấm đăng ký kênh của mình để nhận được những cái nhà mới nhất, đẹp nhất từ thành phố Hà Nội của chúng ta nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.